Wow, làm mắt kính dễ thương như vậy mà chỉ cần có 2 cái đĩa thôi sao? Để mình làm thử nha. Wow, phát hiện lấy đĩa rồi nha. Nói ông ba nè. Ba ơi, đây là cái kính của mình. Đây kính của mình. Đĩa của mình là Lee Min Ho với lại D Simon. Đĩa của mình là chị Đông Nhi với lại Pokemon. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ mắt kính vô. Đó. Bây giờ sẽ đeo vô nha. Đeo vô. Trời, mắt kính anh giống như xã hội đen mafia quá. Mắt kính em như Nobita ngốc ngớt vậy. Mệt đó. Chuẩn bị nè, chuẩn bị coi đúng không nè. 1, 2. Ủa, đúng rồi. Sao anh đẹp vậy? Trái mượn ơi.